Đây các bạn ơi, bây giờ thì đêm đã về khuya mà Tuấn Dương đang có mặt ở góc Trần Bình Trọng cắt tới đường Trần Hưng Đạo. Thì ngay ở đây mình thấy có một bà cụ đang ngồi, không biết bà ngồi để làm cái gì. Thì Tuấn Dương sẽ lại để hỏi thăm bà chút xíu nhé, có khi giúp đỡ bà một chút tiền. Thấy bà cứ ngồi đây mãi, để hỏi thăm xem sao. Bà ơi, chào bà. Nhà bà ở đâu ấy bà? Dạ, bà ngồi đây làm gì bà? Ngồi lượm cái chai rồi lát để xin đồ ăn. À, lát xin đồ ăn. Dạ. Dạ. Rồi tối bà về đâu ngủ bà? Tối về cháu bên quận 8. Cháu bên quận 8 ngủ? Ở nhà cháu. À, ở nhà cháu. Dạ. À, tiếp. Lên đây kiếm tiền nha. Lên đây đi. Cái chai đó. À. Vậy hôm nay bà lượm được nhiều không? Dạ, ít lắm. À, đây là vỏ lon hả bà? Dạ, nhờ người ta cho được. À, người ta cho hai thùng vỏ lon. Rồi đây có gì chưa? Có ai cho chưa? À, cái bánh này mới cho. Thế ba mấy giờ bà mới về? Lúc về giờ con. À. Bị già rồi đi nhiều khi nó mệt nữa. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 73. Rồi một ngày đi xin ve chai này có được nhiều không? Mấy chục bà. Mấy chục. Dạ. Ve chai này rẻ không có luôn. Rồi. Dạ. Và tại người ta đâu có bán đâu có. Đúng rồi. Rồi tối bà ăn uống gì chưa? Dạ rồi, nãy giờ cho cơm ăn rồi. À, người ta cho cơm, bây giờ đợi xem có ai cho gì nữa. Thế mấy giờ cháu mới đón? Dạ, chúc bà. À, bà ơi, con thấy bà ngồi đây cũng mùa dịch này khó khăn. Nhưng mà con gửi biếu bà cái số tiền là 200 ngàn. Dạ. Giúp bà. Dạ. Cái này của anh Duy, dạ. anh Duy ở Canada, anh gửi cho con. Dạ. Thì bà, con thấy bà cứ ngồi này thấy thương quá. Thôi bà làm nào, bà kêu cháu đưa về đi. Vâng. Dạ. Thế bà rồi có con cái gì không? Con dưới quê. Con dưới quê, còn ở đây ở nhờ nhà người cháu. Dạ. Rồi ngoài đi đây con mình à. Ngoài đi ve chai này còn làm nghề gì khác không bà? Không, chai không được chứ đạt thì nổi. À. Con thế rồi tiền nong thế thì mình làm là mình nuôi con à hay sao? Không có nuôi nó đâu, trời ơi, không đủ bà nữa. À, bà làm nuôi bà thôi. Bệnh á thì không nói gì. Còn bệnh á đi nhà thương đâu có giấy tờ, phải tốn tiền nhiều lắm đó. Dạ. Có bảo hiểm, phải. Vậy bà tên gì thưa bà? Dạ, bà Ba. Bà Ba, rồi. Không gọi vậy. Vâng, thôi con chào bà nhá. Dạ, rồi con về đấy ạ. Con, dạ. Giúp bà chút bớt khó khăn lúc này. Dạ, dạ rồi con đi bà nhá. Dạ, dạ. Dạ vâng, rồi con chào bà, con đi ạ. Dạ, dạ. Dạ. Ngồi ở góc đường, không biết bao giờ mới về. Đợi người cháu đi lượm ve chai. Nói chung hết sức là thương. Thank you.
tham khảo qua ý kiến của anh Tuấn Dương, bởi vì là bây giờ ma chay ấy thì tôi cũng chỉ muốn làm nhỏ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về cái phương pháp làm bây giờ nó như thế nào trong cái mùa dịch này, tôi biết là liệu người ta có cho không, người ta có cho làm ma như thế nào không. Dạ, mình ở đâu ở thưa anh? À, tôi ở Gò Vấp mà. Cái Gò Vấp mà ý là mình gia đình có 10 người mất, muốn làm tổ chức đám ma. Đúng rồi. Dạ thưa, tôi thì hỏi ý kiến của anh là xem liệu làm như thế nào có được không? Anh ấy như là bây giờ vẫn được phép tổ chức, bởi vì cái chuyện ma chay thì là cái này là không đừng được, thì vẫn mình vẫn phải làm thôi. Nhưng mà hình như người ta cho là có 3, tức là cùng một thời điểm là không được tiếp quá 3 khách, và vẫn thực hiện cái giãn cách xã hội, tức là anh giả sử người ta tới viếng thì cứ viếng ba đón 3 khách một lượt, 3 khách một lượt ra, người này vào người kia lại ra, là em đọc báo có thấy như thế. Dạ vâng. À, đấy, cơ bản là tôi bây giờ đang đối phụ lên vợ thì cũng chưa mất đâu, đang chắc sửa thôi. Dạ. Thế tức là chỉ sống được vài ngày nữa là cùng thôi. Vâng. Cho nên là tôi cũng hỏi vì anh là những người có tấm lòng Bồ Tát, cho nên là cái việc ý chắc là anh biết nhiều. Vâng. Anh thật muốn cho tôi, bởi vì tôi cái này tôi hoàn toàn tôi rất là bất ngờ. Vâng. Luôn. Vâng. Tôi không biết như thế nào thì tôi cũng lắm rồi. Vâng. À, em đi ngoài đường thì cũng vẫn gặp một số những các cái đám tang đấy anh ạ. Thì nói chung là cái việc tổ chức ấy, mà cùng một thời điểm thì mình đừng có đón tiếp quá đông người, ngồi nó giãn cách ra. Thế rồi khi mà em thấy là đi lên xe ô tô để mà đi ra nghĩa trang hoặc đi thiêu ấy, thì thuê xe đi thì coi như là cũng ngồi đâu là, ví dụ như xe mà 20 chỗ thì chỉ 10 người ngồi thôi, ngồi cũng giãn cách nhau. Thì em có gặp như thế, và cái việc ma chay thì cái việc này bên chính quyền họ vẫn phải làm việc để họ cấp cái giấy chứng tử cho mình, để rồi mình còn có mình đi thiêu, nên bây giờ nếu việc nó chẳng đừng thì mình cũng vẫn phải tổ chức, chứ bây giờ sao giờ nghĩa tử nghĩa tận mà anh. Dạ. Dạ. Tôi muốn hỏi chút cho tôi muốn hỏi một vấn đề nữa, chẳng hạn như bây giờ nhà tôi là coi như là mua nhưng mà đang chưa chuyển được hộ khẩu, chưa nhập được hộ khẩu, mới chỉ là cấp sổ tạm trú thôi. Vâng. Ở cái địa phương hiện bây giờ đang ở, cho nên là nó không biết là liệu trên chính quyền địa phương định đạt liệu có được không. Làm gì anh? Dạ được chứ, bây giờ người chết thì có vấn đề đâu. Em nghĩ là bây giờ nếu mà ấy thì anh liên lạc với cái bên khu phố ấy. À, bên tổ trưởng tổ dân phố thì họ cũng em nghĩ họ cũng tạo điều kiện thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Vâng. Cái đó em nghĩ là như này, anh có thể anh liên lạc trước với cái bên trại hòm, họ sẽ có những cái họ sẽ lo chọn gói cho mình. Kèn trông không, tức là ở địa phương ấy, nó sẽ có những cái dịch vụ là lo kèn trống, rồi lo đám tang, rồi thậm chí là họ lo cho mình là đi thiêu ở đâu ấy, bên dịch vụ với anh. Thì rồi có những cái thủ tục nào mà vướng mắc thì họ sẽ giúp mình thôi. Vâng, chứ lúc mình cũng bối rối, mình không có làm được thì bối rối quá. Vâng. Cái thứ nhất là thấy anh xem bản thân đi làm xe ôm. Và dạ. Vợ thì ung thư 11 năm rồi. Vâng. Con thì học đại học, chúng ta là khổ quá. Vâng. Giờ tôi nhiều người thì bảo là tôi bây giờ kinh tế không có, tiền không có, thì bây giờ có nhà tốt nhất là em ra chùa. Anh xin ý kiến ở chùa đem ra làm sao. Vâng, thì có ở có một cái chùa là cái chùa Hưng Quốc ở bên quận. Có nhiều chùa lắm anh, nhưng mà em thấy ở bên quận 11 thì có. Đấy, nhưng căn bản tôi ở gần chùa Hưng Kim mà, thì mọi người giúp khuyên tôi bảo là đã đèo rồi thôi, bây giờ ra chùa, giờ chùa như thế nào. Thế. Vâng, thì bây giờ mình thử hỏi thăm xem là bên nhà chùa có hỗ trợ được cái ý là về cái nghi thức hay là cái cầu siêu này nọ gì cho mình không. Anh cứ hỏi, thì bà con khu phố em nghĩ là người ta cũng có các cái việc đấy, họ cũng biết thôi. Dạ, bà anh cứ hỏi ngay gần đấy, bác tổ trưởng dân phố ấy, vì người ta gặp cái việc này nhiều rồi, nhiều khi mình bối rối mình không biết thì mình cũng chả biết hỏi ai. Dạ. Khổ quá, tôi đau cả cái đầu lên một dịch này xong rồi là đấy, bệnh viện trả về được đấy 3 tuần rồi. Vâng. Là cái vợ càng ngày càng yếu đi, càng không ăn được, không uống được, ăn vào lại lên. Vâng. Khổ quá, tôi lúc này vừa già tôi chỉ biết quá mà tay chân cùng với hỏi ý kiến của mọi người. Vâng. Nhờ bên bác hết cách ly chưa? Cách ly thì không, bây giờ là bỏ hết rồi. Vâng.
thôi, bây giờ chỉ có là giãn cách xã hội thôi. Dạ, thôi bây giờ theo em như này này, bác cứ hỏi cái một vài ông hàng xóm ở đấy là xem ông nào là tổ trưởng tổ dân phố để xem là mình cứ liên lạc trước, mà nếu mà tôi có cái việc như thế thì nhờ các bác giúp, thì chung là cũng người ta cũng sẽ biết đến đâu người ta tạo điều kiện. Thì bác cứ yên tâm thôi, thì cái gì nó tới thì phải tới thôi. Dạ. Vâng. Thôi bác giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, vâng, chào bác ạ, cảm ơn bác. Thưa cô bác anh chị, đây là một cái trường hợp mà ở Gò Vấp, vợ thì ung thư đi về cũng sắp mất, nhưng mà bây giờ cũng rất rối rối. Đúng là thời Covid.